Kính thưa quý vị, hôm nay Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện với hai tỉnh ven biển Bạc Liêu và Tiền Giang với mong muốn tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên các địa bàn ven biển, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới, đồng thời chung tay thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, giúp ngư dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua 6 năm thực hiện chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp tuyên truyền cho hơn 146.000 lượt nhân dân, ngư dân, phát hơn 334.000 tờ rơi tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền chống khai thác IUU, đồng thời tích cực vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự, an toàn biển đảo. Bên cạnh đó, Cảnh sát biển Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã ủng hộ, tài trợ thăm tặng quà hơn 20.900 gia đình chính sách, ngư dân nghèo, tặng 1.340 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, nhận đỡ đầu 206 cháu học sinh nghèo học giỏi đến năm 18 tuổi với số tiền 1 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 7.500 gia đình chính sách, ngư dân, tặng nhiều trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm với tổng giá trị trên 51 tỷ đồng. Tại hội nghị ký kết hôm nay, Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã tiến hành trao tặng 400 suất quà trị giá 400 triệu đồng cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Bạc Liêu và Tiền Giang. Được biết, đến thời điểm hiện tại, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện với 22 Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy. Riêng năm 2023, đơn vị tiếp tục ký kết với các tỉnh thành ven biển là Bạc Liêu và Tiền Giang.